Một bộ dây chuyền thiết bị làm bánh mì thì là gồm những cái gì và chi phí đầu tư cho một bộ dây chuyền làm thiết bị là bao nhiêu? Đấy là một câu hỏi mà rất nhiều khách hàng của tôi có hỏi khi mà tôi tư vấn bán hàng cho khách. Thì ngày hôm nay đây ấy, tôi sẽ giới thiệu và báo giá cho các bạn. Thì đối với một bộ thiết bị này ấy, sẽ bao gồm là 5 máy. Đấy, chúng ta sẽ có máy trộn, máy chia, máy xe, tủ ủ và lò nướng. Máy trộn thì sẽ có hai mẫu là máy trộn 7 ký thành phẩm và mẫu máy trộn 10 ký thành phẩm. Nếu mà các bạn trộn bằng tay ấy, thì rất chi là tốn thời gian và công sức. Hiện tại ấy, bây giờ tất cả các sở làm bánh mì đều chuyển qua làm máy trộn bằng điện hết rồi. Giá cụ thể của mẫu máy này ấy, thì sẽ là khoảng tầm từ 14 triệu 800 cho đến 15 triệu 800 tùy theo cái nhu cầu sử dụng của gia đình mình để mình lựa chọn cái mẫu phù hợp. Thứ hai ấy, là máy chia. Máy chia thì bên công ty cung cấp có hai loại là máy chia bằng điện và máy chia bằng tay. Đây, máy chia thì nó sẽ chia một lần là 36 phần. Tỷ lệ bột ấy, thì tùy theo cái khổ bánh mà mình muốn làm ấy, thì mình sẽ cân và chia theo đúng tỷ lệ mình mong muốn. Ở đây ấy, thì trên máy chia sẽ có một cái bảng tính để mình có thể là tính được cái sản lượng bột mình ra theo từng phần. Sau khi mà các bạn chia xong ấy, thì mình sẽ chuyển qua đến cái đoạn là xe bánh. Máy xe thì bên công ty cung cấp có 3 dòng là máy xe 1 băng, máy xe 2 băng và máy xe 3 băng. Máy xe ấy, thì giúp các bạn tạo hình bánh và các bạn sẽ không phải tốn nhân công, tốn nhiều thời gian trong quá trình xe này, và máy thì là đã hoàn thiện và có thể xe ra một bánh đảm bảo chất lượng giống như là mình xe bằng tay vậy. Thiết bị thứ tư trong dây chuyền này là tủ. Tủ ấy, thì bên công ty sẽ có các dòng như là tủ 10 khay, 16 khay và lớn hơn sẽ có 24 hoặc là 32 khay. Giá cụ thể của mẫu tủ này ấy, sẽ ra khoảng tầm từ 10 triệu 500 cho đến 20 triệu 500. Mẫu tủ này ấy, thì thiết kế là khay sóng 46 x 72. Trung bình một khay các bạn có thể bỏ được khoảng tầm từ 10 cho đến 15 bánh. Đối với mẫu tủ này ấy, nó sẽ giúp các bạn ấy, tạo ra một môi trường giúp bánh có thể nở một cách tốt nhất. Thì các bạn có thể nướng ra được những mẻ bánh đẹp nhất. Và cuối cùng trong bộ dây chuyền làm bánh mì ấy sẽ là lò nướng. Lò nướng thì sẽ có hai mẫu là mẫu lò nướng đối lưu và mẫu lò nướng xoay. Thì nếu mà các bạn là hộ gia đình nhỏ xuất thì các bạn nên đầu tư mỗi lò nướng đối lưu, tại vì lò này ấy, sẽ chạy nguồn điện 220V. Còn nếu mà các bạn là hộ gia đình lớn và sản xuất với số lượng lớn ấy, thì các bạn có thể đầu tư với mẫu lò nướng xoay. Mẫu lò nướng xoay ấy, thì các bạn phải dùng điện 380, nhưng mà đối với mẫu lò nướng xoay thì cái tỷ lệ đều bánh nó sẽ đạt cao hơn so với là mẫu lò nướng đối lưu. Giá cụ thể của mẫu lò nướng đối lưu trung bình sẽ rơi khoảng tầm từ 31 triệu 500 cho đến 51 triệu. Như vậy với mức đầu tư trung bình khoảng tầm 80 triệu là bạn có thể đầu tư được một bộ thiết bị dây chuyền làm bánh mì vừa và nhỏ cho hộ gia đình mình rồi. Và đây cũng là báo giá mới nhất của tháng 4 năm 2024. Nếu mà các bạn có nhu cầu hoặc các bạn có thắc mắc gì về bộ dây chuyền này, các bạn có thể để lại một bình luận ở phía bên dưới video. Hiện tại thì bên công ty Viễn Đông vẫn đang có một kênh YouTube chuyên giải đáp các thắc mắc liên quan đến tất cả các vấn đề về bộ thiết bị dây chuyền làm bánh mì này. Nếu mà các bạn có nhu cầu tham khảo có thể kích vào đường link ở phía bên dưới mô tả để tham khảo thêm thông tin về bộ thiết bị này nhé. Và cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.